Hôm nay chúng ta tóm tắt phim về một cậu bé bán bật lửa. Cậu trông rách vờ lờ với cái bánh mì trên mồm. Cậu đang quá rét và buồn ngủ nên cậu cầm bật lửa lên và bật một phát cho nó ấm. Bỗng có người đưa cho cậu cái gì đó để ăn cho đỡ rét. Rồi cậu lại bật cái bật lửa thứ hai trong khi cậu có thể bật cái cũ mà phí vạm thế cái thằng kia. Có người đưa cho cậu cái gì đó để cho đỡ buồn ngủ. Rồi do quá rét nên cậu lại bật cái bật lửa thứ ba. Và cậu được đến ngay với show của Trùng Cuối và Trùng Figure. Vâng, mùa lạnh đến rồi và Trùng Figure đã có bộ sưu tập sweater và hoodie mới. Tôi đang mặc đây. Là chiếc áo Totoro. Hiện tại thì tất cả các mẫu áo, hoodie và sweater trên Trùng Cuối đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào. Cùng với đó là Trùng Figure đã bắt đầu chạy rồi. Như các bạn đây ở đây với một cái giá rất là rẻ là 300, cũng không quá rẻ nhưng mà nhìn này 300 là rẻ mà. Với một mức giá rất là rẻ như là 300 thì bạn có thể sở hữu những mô hình như này để trang trí phòng ngủ, phòng làm việc hay là bất kỳ cái gì của bạn. Chương trình giảm giá sẽ kéo dài suốt cả tháng 12 nên là còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo, một cái Figure. Để cuộc sống thật là vui, đừng như thằng Ken kia bị đút kem mồm. Điểm chung giữa Đà Vũ Trụ và MC Kay là cả hai đều bị bóp rái bởi những người đồng đội chí cốt. Trong trường hợp của Đà Vũ Trụ thì nó bị bóp rái lần lượt bởi Endgame, Honda Vision, What If, Loki, Nhện Nhọ Vô Gia Cư. Và để tiếp nối truyền thống này thì Bác Sĩ Lại phần 2, Đà Vũ Trụ Thác Loạn cũng không làm khán giả thất vọng. Đà Vũ Trụ giờ đây đích thực là một đống bùi nhùi bầy nhầy, hỗn loạn hơn cả sự hỗn loạn. Không rõ MCU sẽ giải quyết cái mớ bong bong này như nào. Nhưng mà trước tiên thì bạn cần xem video này ít nhất là để không bị tối cổ trong những phim tiếp theo. Tôi là Vui Vẻ. Còn đây là Stephen Strange vừa giật mình tỉnh giấc sau một ác mộng. Ông mơ thấy gì? Đùa thôi, thế này ác quá. Đại loại là Stephen mơ thấy một thiếu nữ tuổi teen đi cùng một phiên bản tóc đuôi ngựa của mình đang ngoặc kẹt trong thiên đường của đá thủ để tìm cách tiếp cận cuốn Vishanti trong truyền thuyết, thứ có thể đánh bại mọi loại quỷ dữ, kể cả quỷ đỏ. Nhưng ai đó đã cử một cuộn giấy vệ sinh tới để cản đường hai chú cháu, và đặc biệt là để hút sức mạnh của bé kia. Doctor Strange là tín hồ thì yếu nhớt, không những bị con quái vật kia xiên chết mà suýt chút nữa còn báo hại đồng đội chết cùng. Đúng trong thời khắc sinh tử, Chavez đã kịp đánh thức nội tại và đồng thời cũng đánh thức luôn bác sĩ Trang, người đang nằm ngủ say như chết vào đúng ngày cưới của người yêu cũ mình. Đúng vậy, hôm nay là ngày Christine Palmer, người phụ nữ mà Stephen yêu nhất từ lúc dậy thì đến nay, trở thành vợ người ta. Trong 5 năm bị hóa kiếp thành hạt bụi, Christine đã mất kiên nhẫn với Stephen và đến với chàng hắc hoàng tử này, và thế là Stephen trở thành khá bảnh lúc nào không hay. Nhấp trên môi một ly rượu đắng, Stephen xin lỗi Christine vì đã không thể bên nhau suốt kiếp. Hai, duyên số anh ạ, chúng ta vốn dĩ không thuộc với nhau. Ui, phét, bà không đợi tôi, đổ tự duyên số. Đấy là Stephen nghĩ thế chứ nói ra cũng màn vả vỡ mồm. Cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc để nhường lại sân khấu cho một vụ náo loạn không biết từ đâu xuất hiện ở giữa thành phố. Khoác vội chiếc áo choàng và thay nhanh bộ quần áo, Stephen hổ báo đẩy lá vào trận địa. Anh nhìn thấy một cô gái không lái xe tăng nhưng lại đang chạy băng băng trên đường phố. Cô có vẻ như đang vật lộn với bàn tay vô hình của Adam Smith, nhưng mà đây không phải là kinh tế vi mô mà là món đắt nhất trong menu của Aishushi. Stephen nghĩ giống tôi nên tung ra rất nhiều chiêu thức đẹp mắt để chế biến con bạch tuộc này, mỗi tội là không hiệu quả mấy. May là có Wong xuất hiện tiếp viện cho ông bạn già. Hai người thi triển nhiều chiêu thức lạ mắt nhưng mà hơi màu mè. Mẹ cầm không gian ra khỏi thở deep đến cho nhanh, dườm giả quá là hai bố. Anyway thì con bạch tuộc bị hạ gục bằng một cú găm thẳng vào mắt, chết không kịp ngáp, thịt tươi rói rói, ai đói ăn luôn. Trở lại với Chavez, Stephen nhận ra ngay cô bé vì đêm qua vừa thấy chạy trong giấc mơ, chưa chắc đã là mơ đâu. Đúng vậy, những gì xảy ra trong giấc mơ của Strange đều là thật, chỉ có điều là nó xảy ra ở một vũ trụ khác. Để chứng minh là mình không hề chơi đồ trước khi tới đây, Chavez dẫn Stephen tới chỗ cái xác của Defender Strange, tận mắt chứng kiến giấc mơ của mình thành hiện thực. Stephen bắt đầu hiểu ra giấc mơ chính là sự kết nối giữa các biến thể trong nhiều vũ trụ khác nhau. Nghĩa là sao? Nghĩa là đại vũ trụ tồn tại và siêu sức mạnh của Chavez cũng là thật. Sức mạnh của Chavez là có thể mở cổng không gian xong rồi đi từ vũ trụ này sang vũ trụ khác, kiểu thế. Nhiệm vụ cấp thiết bây giờ là bảo vệ America Chavez bằng mọi giá trước các thế lực hắc ám đang cố tước đi sức mạnh của cô. Cơ mà trước hết thì phải giấu xác Defender Strange đã, vì đằng nào cuối phim cũng phải dùng. Xong xuôi thì bây giờ phải xác định xem là nguồn gốc xuất xứ của lũ quái vật kia ở đâu. Có một vài suy đoán, Stephen nhận ra cả hai con quái vật đuổi theo Chavez đều có một đặc điểm chung là xăm cổ ngữ trên cơ thể, chứng tỏ nó được yểm bùa bởi một pháp sư thông thạo loại yêu pháp này. Stephen ngờ ngợ đoán ra và bay thẳng tới vườn đảo Nhật Tân để gặp lại người bạn cũ, Wanda Maximoff, aka Scarlet Witch. Wanda thì ban đầu cũng định nói dối để dụ Stephen đem Chavez tới, nhưng mà chính cái mồm sinh của cô đã vô tình tiết lộ toàn bộ kế hoạch. America Chavez chính là mảnh ghép quan trọng nhất giúp cô hoàn thành tâm nguyện là đi tới một vũ trụ nơi cô có thể đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình. Đoạn này ai chưa hiểu vì sao Wanda có gia đình thì có thể dừng lại xong xem clip Honda Vision của The Reviewer. Mặc cho những lời ngăn cản quyết liệt của Stephen, Wanda vẫn ra hẹn là trước giờ sổ số quay thưởng, Stephen phải đưa Chavez tới
đây. Nếu không thì đừng trách tại sao nước biển mặn. Biết lời đe dọa này là thật, nhưng mà Stephen thà chết còn hơn đem Chavez giao nộp cho một con điên, đặc biệt là một con điên với sức mạnh của Scarlet Witch. Các pháp sư của Carmarthage quyết định biến thánh điện thành một pháo đài kiên cố nhất có thể, với sự giúp sức của những pháp sư khác trên thế giới. Đúng 18:30, một cơn rồng đèn kéo tới, đem theo một cơn ác mộng tên Scarlet Witch. Anh thực sự làm tất cả những cái thứ này vì một đứa con gái anh mới gặp hôm qua đấy à? Thế cô thực sự làm tất cả những cái thứ này vì hai đứa trẻ cô không có à? Lời lẽ không ăn thua, thôi đánh nhau. Một lá chắn phép khổng lồ được các nghệ nhân của nữ ký hiệu dựng lên. Cơ mà chiêu này cũng chỉ giữ chân được một lúc vì một trong số các nghệ nhân ký hiệu đã bị Scarlet Witch điều khiển tâm trí, tạo ra một lỗ hổng đủ lớn để cô xâm nhập. Vùng đất thánh nhanh chóng bị san bằng, các pháp sư buộc phải thoái lui. Stephen tất nhiên không thể đứng im chịu trận, anh nhốt Scarlet vào trong nhà gương, mong là cô sẽ chết lú trong đấy. Cơ mà Stephen đâu có ngờ Scarlet đã có hơn 20 năm kinh nghiệm chơi nhà gương ở công viên thống nhất. Làm bà trò mèo, trò mèo không được, Stephen đành phải dùng đến trò lươn. Tuy nhiên sức mạnh của Scarlet Witch là không thể ngăn cản, lần lượt Stephen rồi Wong đều bị hất văng một cách thô bạo. Chavez bị cô lập và trở thành miếng mồi cho Scarlet hút sạch siêu năng lực. Trong cơn bĩ cực, Chavez vô thức kích hoạt cổng dịch chuyển. Stephen chớp thời cơ lao vào giải thoát, rồi cùng Chavez rơi thẳng vào cổng. Cả hai bay qua hàng loạt vũ trụ khác nhau, rồi tiếp đất bằng lưng tại vũ trụ 838. Mở cổng đi về 616 cứu Wong. Từ đang hồi chiêu đợi tí. Nói thế thôi chứ thực ra Chavez vẫn chưa làm chủ được cánh cổng nên là không thể mở nó ra tùy ý. Thế thì đi tìm mày ở vũ trụ này đi. Làm gì có, em là hàng limited ạ. Thì ra America Chavez là một thực thể tồn tại duy nhất trong cả đa vũ trụ, bằng chứng là cô chưa từng nằm mơ mà cũng chưa từng gặp ai giống mình trong khắp các vũ trụ. Vậy thì phải nhờ vào ai? Thôi thì đi tìm Stephen ở vũ trụ này. Chưa rõ là liệu vũ trụ này có bác sĩ lạ hay không, nhưng mà chưa gì đã thấy là nó lạ vờ lờ. Ví dụ đèn xanh thì dừng, đèn đỏ thì đi, pizza thì làm dưới dạng viên. Lạ nhất có lẽ là con đường ký ức, một nơi thần kỳ có thể tái hiện lại mảng ký ức đáng nhớ nhất của một người đã đứng trên nó. Đối với Stephen thì đó là lần Christine tặng anh một chiếc đồng hồ. Chavez cũng có kỷ niệm nhưng mà nó khá là đáng quên. Chuyện là trong một lần đi chơi cùng hai mẹ, Chavez đã vô tình kích hoạt cổng dịch chuyển, thứ ngay lập tức nuốt chửng hai người mẹ thân yêu của cô và đưa họ tới một vũ trụ xa xôi nào đó. Cho đến tận bây giờ, dù đã ghé thăm gần 100 vũ trụ khác nhau, Chavez vẫn chưa thể tìm lại được gia đình mình. Cả hai tới điện thần Sanctum Sanctorum và bàng hoàng phát hiện ra bác sĩ lạ trong vũ trụ này đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến với Thanos. Người thay ông tiếp quản điện thần giờ đây là Modo, kẻ thù của bác sĩ lạ ở vũ trụ 616. Cơ mà Modo này thân thiện một cách lạ thường. Trong cuộc trò chuyện, Modo có nhắc về khả năng Wanda sẽ sử dụng sức mạnh của cuốn Darkhold để nhập hồn vào Wanda của vũ trụ 838. Đang chưa hiểu cái vụ nhập hồn này là như nào thì hai chú cháu đồn feel so good, hình như là trong trà có thuốc lắc. Hai chú cháu gật lịm đi. Trong lúc đợi cả hai tỉnh thì xin phép quay lại Wanda một tí. Đúng như lời Modo nói, Wanda đã thành thạo phép nhập hồn. Với sự hỗ trợ của Darkhold, cô dễ dàng xâm nhập và điều khiển tâm trí Wanda 838. Đoạn này xem cũng creepy phết, đúng chất Sam Raimi. Trong lúc Wanda đang mải mê mộng du ở vũ trụ khác thì ở thực tại 616, một nghệ nhân ngôn ngữ ký hiệu đã chớp thời cơ cướp lấy Darkhold rồi phá hủy nó ngay trước mắt Wanda. Tiếng Nga pha này cũng hơi buồn cười, đâm chết mẹ Wanda đi dễ hơn nhiều. Nói chung là Wanda tỉnh lại xong rồi cáu, bắt Wong phải đền cho mình một cuốn Darkhold khác. Trước sức ép của một mụ điên, Wong đành phải khai ra cuốn Darkhold của Wanda chỉ là bản photo, bản gốc đang nằm trên đỉnh Wonderworld cơ. Vì sự thật lòng này, Wong vinh dự được thưởng một vé đưa đón Wanda tới Wonderworld. Woo! Nói là đưa chứ thực ra là xoay tay một cái tới mẹ nơi rồi. Qua lời của Wong thì Shaitan, con quỷ đầu tiên xuất hiện trên cõi đời này, đã chọn đỉnh núi Wonderworld làm nơi lưu trữ các phép thuật hắc ám của mình. Các bùa chú sau này được sao y bản chính thành cuốn Darkhold bán tràn lan ở thị trường, đặc biệt là linh lễ. Câu chuyện đang cuốn thì đột nhiên một đám quái vật từ đầu xuất hiện, nhưng mà không phải để tấn công ai, mà là để quỳ gối diện kiến chủ nhân của ngai vàng, aka Scarlet Witch. Trở lại với Stephen Hawking thì kiểu thằng người này đang nằm ngoẹo cổ bên trong chiếc lồng kính. Đây là đâu? Tại sao trong này không dùng được phép thuật? Stephen cứ tự hỏi đi hỏi lại cho tới khi vị tiến sĩ tóc đỏ quay mặt lại. Christina, cô đang kiểm tra hai chú cháu xem có an toàn để nhập cảnh vào vũ trụ này không. Nhỡ đâu mang Covid sang chết. Vừa mới test xong xuôi, đợt nó thả ra thì đột nhiên Modo tới, áp tải Stephen tới chỗ của Illuminati, tổ chức được coi là bá chủ của vũ trụ 838, quy tụ gần như tất cả các cá nhân kiệt xuất nhất của thực tại này, bao gồm Captain Carter, admin hội nói ít hiểu nhiều, đen bâu, Captain Marvel nhưng mà đen, aka Maria Rambo, người đàn ông thông minh nhất trái đất chỉ sau học sinh lớp 5, Reed Richard, và cuối cùng là người mà ai đam mê toán cũng muốn tìm. Vâng, đó là X thôi quý vị và các bạn. Stephen bị đem tới đây xét xử lại bởi anh là tác nhân nguy hiểm có thể gây hại cho đa vũ trụ, hoặc thậm chí có thể dẫn tới The Incursion, hay gọi là sự kiện xâm lấn, thứ sẽ xảy ra khi hai vũ trụ va chạm vào nhau. Sau đó thì một trong hai hoặc thậm chí là cả hai sẽ bị mất vĩnh viễn. Khoan, tòa cho em hỏi là thực sự là cái vụ này có quan trọng bằng việc Scarlet Witch mạnh mẽ cả liền không ạ? Illuminati mà phải sợ mà con phù thủy tập sự á?
non. Và đó là khởi nguồn cho một sai lầm không thể nào sửa chữa. Một ví dụ điển hình cho việc khinh thường kẻ địch với cái kết. Và những người thông minh nhất trái đất vừa có một nhận định vô cùng óc chó. Scarlet Witch nhập hồn vào Wanda 838, phi thẳng tới trụ sở Illuminati để tìm America Chavez. Tất nhiên là với sức mạnh vượt trội của mình, Wanda dễ dàng làm gọi đàn binh canh, khiến Illumi Hojo phải ra mặt. Ê, dừng lại đây, thằng đen bâu mà mở mồm là bà chỉ có chết. Mồm nào, bùm, hộp sọ đèn vầu vỡ toác. Hay quá, người đàn ông thông minh nhất vũ trụ tiết lộ luôn cho kẻ địch mà. Reed Richards phản kháng thì cũng lập tức bị biến thành mì spaghetti. Và cuộc chiến giờ đây chỉ còn lại 3 người phụ nữ. Một cách thể hiện nữ quyền kín đáo của Marvel. Bị áp đảo về quân số nhưng mà Wanda vẫn áo chỉnh quá nặng. Captain Carter bị biến thành Captain 1/2. Captain Marvel đen thì bị nguyên một bức tượng đẻ bẹp. Một cái kết rất xàm lìn đến từ vị trí của Illuminati. À chưa, vẫn còn Mordo và giáo sư X. Mordo thì thôi, phế và lờ. Giáo sư X thì vẫn chưa rút được kinh nghiệm, vẫn muốn dây dưa vào mấy con điên mặc đồ đỏ, y như rằng bị nó vặn cổ chết tươi. Hay quá, Illuminati. Trong một diễn biến khác, Steven hội quân cùng Christine và Chavez. Bằng chiếc lưỡi lắt léo của mình, anh đã năn nỉ được Christine dẫn đường tới nơi cất giữ Vishanti, quân sách dùng để đánh bại mọi loại quỷ. Cơ mà chưa kịp đọc cái gì thì Wanda đã tìm tới, tung trưởng đốt đi trang sách mà Steven đang cần tìm. Tôi xem đoạn này khoảng 10 lần thì hình như là Steven kịp nhìn thấy ngôi sao của America Chavez trong trang sách rồi thì phải. Anyway, điều này cũng chưa thay đổi được gì. Steven và Christine lập tức bị Wanda ném sang vũ trụ khác, còn Chavez thì bị ném thẳng về đỉnh núi Wonderworld, nơi mà bản thể của Scarlet Witch đang chờ sẵn. Steven và Christine thì bị đưa đến một nơi vũ trụ đang đổ nát vì quá trình xâm lấn. Ngay cả điện thần Sanctum Sanctorum trông cũng chán đời với lờ. Dù nát bét nhưng vẫn có người ở đây. Đó là biến thể Sinister Strain của Stephen. Thanh niên này đã bị cuốn Darkhold làm cho tha hóa sau khi cố gắng dùng nó để tìm một thực tại khác, nơi anh có thể hạnh phúc ở bên Christine. Nhưng mà thay vì tìm được hạnh phúc thì thanh niên này lại biến thành em ruột Thanh Sinh Hăng. Khi mà lời nói bất lực thì là lúc bạo lực lên ngôi. Cơ mà bạo lực này nhạc kịch trung học VL. Hai bên cứ thế bắn nhạc qua lại cho đến khi Sinister Strain ăn một gậy bản quyền, choáng hết cả váng, rơi thẳng xuống hàng rào và tử vong. Cuối cùng thì Steven cũng được động vào quần Darkhold và anh quyết định sẽ dùng nó để mộng du về vũ trụ 616 cứu America Chavez. Nhưng mà làm gì có Doctor Strange nào sống ở vũ trụ 616 nữa. Nhưng mà chúng ta lại có sẵn một xác chết trôi nổi đầu phim, tiện quá luôn. Tuy nhiên, việc xâm chiếm cơ thể người chết để thực hiện mộng du là điều cấm kỵ, kể cả trong Darkhold. Người cố ý sử dụng sẽ bị các linh hồn nguyền rủa tấn công. Nhưng mà Steven không những không sao, thậm chí còn thuần hóa được các linh hồn, bắt chứng phục tùng cho mình. Yes, it's morphing time. Với sự hỗ trợ của linh hồn, Steven đã chiến đấu sòng phẳng với Scarlet Witch, thậm chí còn nhốt đặc ả để câu giờ cứu America Chavez ra. Bằng mấy câu động viên mà tôi cho là kiểu cliché vãi, Steven đã đánh thức được sức mạnh nội tại của Chavez. Chavez tung bay, giơ quả đấm mạnh tay. Wanda đập đầu vào lan can. Em ở cổng không gian. Cái cổng dẫn thẳng đến nhà Wanda 838. Nhìn thấy con, Wanda không kiềm chế được cảm xúc. Từ từ nhá, nhưng mà cái đoạn đấm vừa rồi, mẹ đánh nhau cả đoạn sức mạnh phép thuật các thứ xong rồi cuối cùng giải quyết bằng đấm ạ. Mẹ đúng phim Mỹ. Quay lại thì cái cổng dẫn thẳng tới nhà của Wanda 838. Nhìn thấy con, Wanda không kiềm chế được cảm xúc. Mọi sự dồn nén bấy lâu được bật ra. Tuy nhiên thứ cô nhận lại chỉ là những ánh mắt sợ hãi. Trông như này không sợ mới lạ. Trong giây phút, Wanda trở thấy bản thân còn hung tợn hơn cả con lợn. Cổ ngã khuỵu, khóc trong đau khổ. Nhưng Wanda kia đã bước tới và trấn an rằng hai đứa trẻ sẽ luôn được yêu thương. Câu nói này đã khiến Wanda hiểu ra vấn đề của mình. Đó là cô bị hãm lìn. Vì thế Wanda quyết định quay lại 616 phá hủy ngôi đền để Darkhold biến mất mãi mãi. Không rõ liệu Wanda còn sống hay không, nhưng mà điều duy nhất ta có thể chắc chắn là dù ở bất kỳ vũ trụ nào, Steven sẽ mãi mãi không có được Christine. I love you. I love you in every universe. Mọi thứ được giải quyết, ai về nhà nấy. Chavez thì ở lại Kamataj luyện tập trở thành pháp sư. Steven trở về nhà sống một cuộc sống bình thường. Nhưng mà bất ngờ chưa? Steven đột nhiên mọc thêm con mắt thứ ba giống hệt Sinister Strange. Chưa hết, trong after credit đầu tiên, một nhân vật mới Clea đã xuất hiện. Clea là vợ của Dr. Strange trong truyện tranh. Xong rồi bảo Strange đi cùng mình. Không biết là cuộc hành trình này có ý nghĩa gì, nhưng mà điều chắc chắn là hết video rồi. Mệt quá.